Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai, mùng 5 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Sang tới ngày hôm nay, mưa thì không còn nhiều, nhưng nhờ có gió đông ẩm nên người dân các tỉnh miền Bắc vẫn có được một ngày khá là dễ chịu. Trưa chiều hầu hết toàn miền Bắc phổ biến trạng thái là không mưa, tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng như là tỉnh Hòa Bình dao động trong ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Chỉ riêng một vài nơi có nắng gay gắt hơn với nhiệt độ trên 34 độ. Còn tại các khu vực như Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La thì nhiệt độ phổ biến từ 30 cho tới 32 độ. Tuy nhiên đến khoảng tối và đêm nay thì những nhiễu động đới gió đông trên cao vẫn gây ra mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to ở các tỉnh vùng núi phía Bắc với lượng mưa từ 20 tới 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70 mm trong vòng 24 giờ. Sau đó từ khoảng ngày 7 tháng 9, một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc có khả năng tăng cường gió đông bắc yếu xuống khu vực vùng núi Bắc Bộ, kết hợp cùng hoạt động của hệ thống gió mùa tầng thấp sẽ gây ra một đợt mưa dông diện rộng mới cho khu vực Bắc Bộ, kéo dài đến khoảng ngày 9 tháng 9. Cũng nhờ có gió đông từ biển thổi vào nên trong ngày hôm nay, miền Trung ban ngày trời tạnh ráo có nắng nhưng cường độ không mạnh. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong trưa chiều ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đồng đều trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Về chiều và tối, ở khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông dạng nhiệt. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý, tránh di chuyển dưới trời mưa dông. Nơi có mưa nhiều nhất trên cả nước vẫn là các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, bởi khu vực đang chịu tác động của rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo, những cơn mưa rào và dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ không chỉ xuất hiện về chiều và tối mà còn kéo dài đến đêm. Mưa tập trung nhiều vào chiều tối, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ước tính sẽ đạt từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm trong vòng 24 giờ. Do có mưa nên trong đêm nay và sáng mai, nhiệt độ tại cả hai khu vực đều ở mức thấp, trời mát mẻ. Đồng thời thì hiện rãnh áp thấp có trục từ 17-20 độ vĩ Bắc đang dịch dần xuống phía Nam. Dự báo đến khoảng ngày 7 tháng 9, rãnh thấp này sẽ hoạt động mạnh dần, kết hợp với gió Tây Nam cùng nhiễu động trên đới gió cận đông trên biển sẽ gây ra mưa diện rộng cho khu vực phía Nam trong các ngày từ thứ 3 đến thứ 5 tuần sau. Cục bộ có nơi sẽ có mưa rất to và rải rác có dông. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.